Đây chính là hòn đảo lớn nhất của châu Á, nơi có rừng mưa nhiệt đới thuộc dạng lâu đời cổ đại nhất trên thế giới, nơi còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn trong những tán cây nguyên sinh. Đây là ngôi nhà của bộ lạc săn thủ cấp của đối thủ mang về treo ở trong nhà. Có rất là nhiều bộ lạc sinh sống trên này. Nếu mà người dân, một người lạ nào đó mà neo thuyền vào hòn đảo thì có thể bị chặt đầu như chơi và bị giết và quăng xác vô rừng luôn. Đến với quốc gia có dân số ít nhất Đông Nam Á nhưng mà cực kỳ giàu có, bật trong cái roi lên á mà đứa nào cũng coi giống như là cái gì mà giàu ấy chứ, cả làng dậy chân bu rồi xung quanh coi nè. Thăm làng du mục ở trên biển, cuối cùng trên trái đất. Đây là ngôi làng của người Ba Chao, một cái khu vực rất là hạn chế du khách. Phải có một cái giấy phép đặc biệt mới tiếp cận được với khu này. Nơi phát hiện ra rất nhiều động vật kỳ lạ chỉ được tìm thấy trong hòn đảo này. Và con sông này còn có cá sấu nữa và rất là nhiều động vật hoang dã. Thì mình thấy một cái con khỉ mà lỗ mũi bự như vậy luôn á. Và đây chính là đảo Borneo, là hòn đảo lớn nhất của châu Á và là hòn đảo duy nhất trên thế giới mà thuộc chủ quyền của ba quốc gia. Mọi người thấy thì đây là phần lãnh thổ của Indonesia chiếm lớn nhất. Ở khu vực này có tên là Kalimantan và sau này thì Indo sẽ dời thủ đô của mình về đây. Và bên này là Malaysia. Malaysia ở đây chia thành hai bang, đó là Sarawak và Sabah, và chính giữa đó là Brunei. Mọi người thấy cái phần màu đỏ này không? Đó chính là thuộc chủ quyền của Malaysia ha. Mình sẽ bay tới Kuching, rồi từ Kuching mình sẽ bay tới Brunei, và từ Brunei thì mình sẽ bay tới Kota Kinabalu, và Kota Kinabalu thì mình cũng sẽ tới Tawau và Sandakan. Đó là lịch trình của mình đi tham quan tại cái phần lãnh thổ của Malaysia. Chúng ta bắt đầu hành trình nhé. Việt Nam. Đúng rồi đó, đẹp quá ha. Đang vô mùa đi hành hương đó, vô đi sức đa đó, Mecca đó. Sarawak là một trong 13 bang của Malaysia. Sarawak còn có biệt danh là xứ chim mỏ sừng, do chim mỏ sừng là một biểu tượng văn hóa quan trọng đối với người Dayak tại Sarawak này. Chim mỏ sừng hay còn gọi là chim hồng hoàng là một loại chim mang biểu tượng của may mắn. Nếu mà chim đậu vào nhà ai thì người đó sẽ có điềm lành. Và cái thủ phủ của bang Sarawak chính là thành phố Kuching. Xin chào bà con, các bác anh chị, xin chào mọi người đã đến với một cái hành trình mới của Fahoka. Và bây giờ thì Fahoka đang có mặt tại một cái quần đảo gọi là liên lục địa. Và mọi người biết hả, Sarawak là một cái nơi liên bang rất là thú vị của Malaysia. Ngoài cái dấu nhập cảnh của KL rồi thì khi mà qua Sarawak này thì mình lại phải nhập cảnh một lần nữa, giống như một cái quốc gia khác vậy đó. Bởi vì khi mà mình làm thủ tục ở sân bay thì nhân viên phòng vé hỏi mình là có cần cái visa để nhập cảnh ở Sarawak không. Bởi vì Sarawak là một cái bang mà tự trị duy nhất của Malaysia, rất là độc đáo. Tới đây thì mọi người phải cần nhập cảnh nữa. Lúc đầu thì mình tưởng đâu là bay nội địa của Malaysia thì không cần phải làm thủ tục gì hết. Bởi vậy rất là hay, thú vị. Còn bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái cung đường rất là nổi tiếng ở Sarawak, bang Sarawak, và đây chính là thành phố Kuching. Kuching trong tiếng Malaysia có nghĩa là mèo. Bởi vậy thành phố này rất là ưu chuộng mèo. Thậm chí là cái hình biểu tượng của cái thành phố Kuching này cũng là con mèo luôn. Đây là buổi chiều tại con đường đi dạo ở dọc bờ sông Sarawak. Đây là một cái bến thuyền. Ở đây có một cây cầu, có cái mái cong, uốn cong cũng khá là đẹp, khá là ấn tượng.
Đây có thể nói là con đường chính ở đây tham quan đi bộ mua sắm đồ là đi trên con đường này hết. Hôm nay là một ngày nghỉ của Malaysia, đó là ngày Quốc khánh 31 tháng 8. Tuy nhiên thì với bang Sarawak này thì ta lại nói là ngày độc lập của Sarawak còn trước ngày của nước Malaysia nữa. Bởi vì họ nói là ngày Quốc khánh của họ là ngày 21 tháng 7 năm 1963. Còn trong khi Malaysia là 31 tháng 8 năm 1963. Bởi vậy ở đây là một cái bang độc lập riêng. Ở đây họ có quyền tự trị, đặc biệt là họ có thể có quyền kiểm soát trong việc là xuất nhập cảnh người dân. Tuy nhiên thì Kuching chỉ là một cái thành phố trung chuyển của mình thôi. Mình đến đây là để kiếm một bộ lạc từ xa xưa đã ẩn trong những cánh rừng sâu thẳm. Một bộ lạc mà nổi tiếng mang rợ bởi vì chuyên săn đầu người. Đây chính là con đường cây cầu treo dẫn vào bên trong ngôi làng. Và bên dưới là một cái dòng suối chảy rất là trong lành. Nghe tiếng thác đổ mà nãy giờ tưởng mưa không mà trời ào ào ầm ầm luôn. Đã quá. Không thấy rong rêu rồi cây này nọ nó bám trên những cành cây rất là đẹp. Okay, stay here. Okay, the pathway is already blocked. That means we are not allowed to go. What? Hello! Wow! Woo! You have like a Ông này đẹp nè. You are something sweet on you. Yeah. Don't dump it. What's your name? Where are you from? Belgium. Orang semua kau buat masuk kampung. How many people are you bringing into my village? 17. Did you bring any weapon to my village? Absolutely not. Tiara kampung. Nama saya Aki. Harap kamu semua gembira dan dapat belajar. My name is Aki. I hope you. Khi mà có người ở làng bên đi qua bộ tộc này thì sẽ có người ra chào đón như vậy đó. Rồi sẽ có người ra giống như là để làm lễ trừ tà trước khi bước vào ngôi làng của họ. Đây là nhà của người Murut. Đây là một cái bộ lạc có dân số lớn thứ ba ở đảo Borneo này. Hãy nghĩ coi, từ Tây Nguyên của mình mà đi tới cái hòn đảo xa xôi Borneo như thế này, cách một cái đại dương rất là xa vậy mà những cái loại âm nhạc và nhạc cụ rất là giống nhau. Cồng chiêng nè, rồi những cái nhạc làm từ tre nứa, rồi mấy cái này cái gì tù và giống hệt luôn trời. Mấy cái đàn tre nè, giống ghê luôn ha. Ngôi nhà dài cũng giống nữa, văn hóa rất là đặc trưng, rất là gì đó nó trùng hợp với nhau. Và văn hóa của các nước có gì đó nó gần gần, rất là ngộ, dù là cách trở về địa lý rất là xa. Thôi quay rồi chú ơi, đang quay nè. Bên đây dễ thấy hơn. The fire inside. Okay. Wow! Oh my God! Thank you. So everyone, we got fire.
Chạy máy thấy là ngày xưa người ta làm lửa rất là khó khăn ha, chứ phao đâu có hột quẹt hay là điện như bây giờ đâu, bật cái là lên lửa. Mà phải chà mấy cái gỗ với nhau rồi lấy mấy cái mụn cưa này nè, đốt lên. Trời, mất cả tiếng mới làm được một cái đống lửa chút xíu. Những cái bộ lạc trên đảo đều được gọi chung là người Đa Dắc hết á, và cái ngôn ngữ Hải Nam đảo của họ là một trong những cái tiếng nói mà cổ nhất trên hành tinh. Từ 3.000 năm trước thì đã di cư từ lục địa châu Á đi ra đây. Có người cho rằng đó là khu vực của nước ta, bởi vì trang phục của những người này rất là giống với thời của vua Hùng. Đã vậy thì họ còn thờ rồng và chim thần rất là giống với truyền thuyết con rồng cháu tiên. Và trang phục của họ thì cũng tựa tựa bởi vì họ dùng lông chim để mà trang trí. Ở đây thì người ta lấy những cái vỏ cây rồi sau đó dầm ra thì sẽ làm thành những cái này nè, giống như cái áo làm từ vỏ cây vậy đó, rất là thiên nhiên chứ không phải là mai vá như là bây giờ. Sau đó người ta sẽ đan lại để thành những cái đồ để mà mặc. Quần áo của những người dân tộc rất là đặc trưng và đặc biệt ha. Mà đa phần những cái bộ những cái đa phần những cái trang phục này là sẽ dùng để ra chiến trận, chứ ở nhà thì người ta sẽ không mặc đồ như thế này. Đây mọi người thấy vẫn còn một cái đầu lâu ở trên này. Tại sao người ta lại phải đi săn đầu người như vậy? Thứ nhất đó là phải chiến đấu với những cái bộ lạc khác để mà giành đất. Thứ hai đó là có thể người đàn ông ở trong một cái bộ lạc và họ muốn chứng minh với người cha của một cô gái mà họ để ý tới và muốn cưới cô gái đó, thì họ phải đi săn đầu người qua một cái bộ lạc nào đó, đi rất là xa nha, chứ không phải là những cái bộ lạc ở hàng xóm hay là ở trong cùng cái bộ lạc của mình. Rồi sau đó sẽ mang cái đầu đó về để chứng minh với người cha sức mạnh của mình, rồi người cha đó sẽ quyết định là có gả cái con gái của mình cho cái anh chàng đó không. Và thậm chí là người ta sẽ treo những cái đầu lâu này trong nhà để mà có thể giống như là chống lại những cái thế lực đen hay là những cái gọi là bùa chú á, tại vì những cái bộ lạc khác họ có thể làm bùa chú đối với những cái bộ lạc của mình. Bởi vì người ta tin rằng những cái linh hồn này ở trong nhà có thể ngăn chặn được những cái bùa chú ma rợn đó. Còn bên đây mọi người sẽ thấy đó là một cái cầu thang. Hồi xưa thì người nữ ở trong nhà, con gái mà chưa có chồng thì sẽ ngủ ở trên cao. Rồi sau đó người bố sẽ lấy cái cầu thang này đi để mà không, thứ nhất là không để cho cô gái đi ra ngoài rừng, thứ hai đó là không có anh chàng nào có thể lên trên và hấp diêm cô gái cả. Ở đây thì mọi người sẽ thấy một cái giống như là một cái tượng đài của một cái con cá sấu. Thì rất là nhiều bộ lạc từ xa xưa, khi mà người ta, những chiến binh đi săn đầu người thì họ sẽ làm những cái lễ cúng ở đây để giống như là thể hiện cái quyền năng của mình, sức mạnh của bộ lạc mình. Rất là nhiều đầu lâu được đặt lên cái hình tượng này, rồi sau đó họ sẽ nhảy múa xung quanh và đốt lửa. Rất là nhiều bộ lạc ở trên đảo Borneo họ tin rằng khi mà họ chết và sẽ đầu thai thành những cái con cá sấu ở dưới dòng sông. Bởi vậy mà những cái bộ lạc ở trên Borneo này, người ta không có săn hay là giết cá sấu mà nghĩ chúng giống như là bà con của mình vậy đó. Thậm chí là khi mà xuống sông thì họ còn nói chuyện với những con cá sấu nữa, tâm sự. Nói rằng này cá sấu kia, ta không làm hại ngươi, ngươi thì cũng đừng làm hại ta, và chúng ta chính là bạn bè ở trong cánh rừng sâu thẳm như thế này. Đúng là một câu chuyện rất là hấp dẫn. Người dân tộc ở đây có một cái hình thức nuôi ong rất là lạ, đó là họ sẽ dùng những cái ống tre như thế này nè. Đó, rồi có cái giòi mà ong ở đây nhỏ xíu, dễ xương lắm nha. Đây nè, nó trên sông nó trâu vô cái giòi này nè.
Mà mật ong này rất là mắc, người ta chỉ sử dụng để làm thuốc thôi, để trị liệu, chứ không phải là dùng để nấu nướng. Đây mật ong đây. Mật ong rất là ngọt dịu, nó có vị giống như là mứt vậy đó. Giống như mứt chứ không phải là mật ong bình thường mình ăn. Giống như mứt dâu vậy đúng không? Ngọt lắm. This make from rice powder, right? Yes, rice powder and sugar. Circle, circle, circle. Slow, slow. Slowly. Đây là cách mà người ta làm bánh nè. Okay. Okay now. Okay. Put them here. They heat up very fast. Oh. And now you need to fold. Ooh, dễ dữ. Okay. Yeah, a little triangle. Yeah. One more fold. Okay, this for make you. Make it shape it, yeah. Okay. You should eat this, okay? No. My gift for you. Oh, thank you. I'll eat that one later. You see that? Ta-da. Oh, đây nè, ăn này cho xong đây. Đó. Ah, good. All right, everyone. We're gonna go to the next one. À, người dân tộc ở đây cũng có một loại bánh rất là giống, đặc trưng ở miền Tây mình. À, mọi người biết là bánh gì không? À, đó chính là bánh tây yến đó. À, và ở đây thì người ta cũng làm bằng nước cốt dừa rất là thơm béo. Oh, my friend, your leg. Put them up. Okay. Yes. Danger, yeah. Where are you? Okay. One. Hey! You got it, huh? Camera man, lagi. Okay, everyone. There's a. Oh, the kids are from Australia, yeah. Come. And then press the floor together. All the kids, you need to hold your hands together, okay? Yeah. Hey, Dire Aramai, Dire Iwan, and go jump! Whoa! Hey, one more. Yes, okay, push the floor. So, sắp nhã, guys. Synchronize, huh? Dire Iwan, and go jump! Okay, thank you. Tuy nhiên thì những bộ lạc ở đây không phải là những cái cư dân duy nhất ở trong rừng sâu thẳm này, mà họ còn phải chia sẻ lãnh thổ với một cái loài khổng lồ khác. Mà để có thể thấy được chúng thì chúng ta phải đi sâu vào trong rừng. Ở đây thì người ta đang tập trung để có thể mong nhìn thấy được cái loài sinh vật này. Vô coi con này nè, cho chậm chậm thôi nó chạy. Trời ơi, tôi gặp nó tôi đứng tim luôn rồi ông nội. Kìa. Lại tôi gặp nó lội tôi xem đứng tim luôn á. Chết thôi. Ờ kìa, thấy kìa. Ui, mũi nó buông à. Có khi nào nó ủi mình không? Con chuẩn tấn công mình đó. Ơi gần quá ta. Lần đầu tiên thấy ao rừng gần vô luôn á. Hả? Còn hai trái hả? Ơi heo rừng nè, mặt xấu quắc rồi, giống chưa bắt giới nè. Quá trời lông rồi. Nó dạng quá ha. Trời heo rừng mà như heo nhà vậy nè. Trời ơi, mà heo rừng nè. Ở đây có heo rừng, rồi khỉ đồ nè. Cho nó ăn chuối cái nó bu lại nè. Thấy được luôn cả hai người. Ồ mà đứng gần lắm nè. Ừ, cái dội nó kìa. Trở thành nó hút luôn. Ồ, mà con này đâu có nanh đâu hút. Cho nó ăn cái nó cũng không đến nổi đâu. Ồ, chứ bây giờ thấy heo rừng mà gần vậy luôn á. Quay lại đúng dịch mình luôn đó trời. Ồ, mà mặt nó thấy ghê lắm, nó đứng đây nè. Con lợn mở mập như con heo vậy đó. Kỳ cục quá.
ở trong rừng mà sao phì lũ chứ vậy? Râu dữ ha. Này đại lão Chư Chư hả? À, đại lão Chư. À, tuy nhiên thì sinh vật mà mọi người muốn xem không phải là bài heo nái này. Quỷ này cũng dạng lắm nè. Mà là một loài linh trưởng nằm trong sách đỏ. Ở đây rất là đa dạng sinh học. Ở đây có những cái cây bình ấp ấm đúng không? Nó mọc chùm như thế này. Cái này là những cái cây mà ăn xác của côn trùng á. Nhưng mà cái này nó không có cái nắp tơi, nó chỉ có bình thôi chứ không có nắp. Nhìn giống cái tổ ong vậy ha. Nó mọc thành chùm như nè. Coi trong này có gì vậy? Nè, có nước trong này là nước mưa gì. Không ngộ chứ. Đầu tiên này cái cây nó nhìn nè. Nó cũng mọc thành dây nha. Rồi dây của nó là chùm xuống nè. Ở đây không phải là một cái sở thú mà là một cái khu bảo tồn dành cho một cái loài khỉ hoang dã. Nói chung là một loài vượn người chỉ có ở đây thôi. Đó, có tên là orangutan hả? Hay còn gọi là đười ươi. Thì bây giờ du khách đang tập trung ở đây và người ta đang gọi loài vượn người này xuống. Nói chung là tùy hên xui thôi. Có khi có người tới đây thì gặp, có người thì lại không gặp. Quay ở đây. Đây là một cánh rừng rất là đẹp, hoang sơ nguyên sinh. Đợi chút nữa coi số mình với mọi người có hên để thấy một cái loài vượn mà chỉ có ở trên cái hòn đảo này thôi không? Nếu như mà ở Trung Quốc có một cái loài động vật rất là đặc trưng, đó là gấu trúc, thì ở cái hòn đảo Borneo này có một cái loài động vật rất là đặc trưng, đó chính là khỉ o gì động vật gì, cái đó gọi gì? Là vượn hả? Vượn orangutan. Này người ta cứ tiếp tục đi kêu gì đó. Khi mà nghe tiếng kêu thì chúng sẽ tập trung về đây để mà du khách có thể đợi. Đây là loài linh trưởng rất là thông minh, thậm chí là có trí khôn nữa. Người ta nói là chúng nếu mà bị nuôi nhốt sẽ cảm thấy rất là trầm cảm và buồn chán giống như con người vậy đó. Bởi vì người ta không có nuôi nhốt mà thả tự nhiên. Nhưng mà bây giờ đang trong mùa thu hoạch trái cây hả? Có rất là nhiều trái cây dư thừa, đúng không? Có rất là nhiều trái cây dư thừa ở xung quanh đây, bởi vậy mà chúng không có đói nên cái việc mà kêu gọi cũng hơi khó. Ở đây thì người ta sẽ cho cái loài vượn này ăn trứng nè, ăn trái cây, có chuối và đu đủ nữa, và cả sầu riêng. Nhưng mà món mà chúng nó thích nhất vẫn là trứng. Nhân viên đây thì sẽ tản ra để mà giống như là đi tìm á, đi gọi tứ phương luôn. Sau gần 2 tiếng chờ đợi tưởng đâu là vô vọng rồi, thì những cành cây bắt đầu lay động, tiếng xào xạc cho thấy là một cái sinh vật nào đó đang tới, bởi chúng có thể đánh hơi thấy mùi thức ăn cách đó vài cây số. Vượn orangutan hay còn gọi là đười ươi là động vật có vú lớn nhất sống ở trên cây, và nó trải qua 90% thời gian của cuộc đời để ngồi trong các tán cây ở các rừng rậm nhiệt đới, chỉ để tìm kiếm thức ăn và để ngủ mà thôi. Ê, nó bự quá đi, lông nó dài nữa nè. Tới rồi nè, đảo rồi, ơi, số mình hên quá. Không dám đâu, nó đại gia đình đâu, tụi nó có thể đánh lộn nhau đó. Kìa, con nó nhìn con kia, đợi con này đi nè. Ủa, cái mặt nó bành cho bá luôn. Ồ, quá trời mồ hôi, nó giống mình vậy đó. Ồ, mồ hôi dữ rồi. Có được thì sẽ nặng gấp đôi con cái khoảng 70kg bằng một người lớn đó, và nó có một bờ má rất là lớn có thể phát ra tiếng kêu để thu hút con cái hoặc là đe dọa đối thủ. Tuổi thọ có thể lên tới 30 năm. Đười ươi thuộc hàng thông minh nhất trong các loài linh trưởng và là loài cực kỳ nguy cấp và hiếm hoi cần được bảo tồn. Con vượn này đang có bầu và sắp con đã có chữa và sắp đẻ rồi. Đây là những con vượn hoàn toàn tự nhiên nhé. Người ta ước tính là trong cái khu bảo tồn này có khoảng 26 con vượn orangutan như thế này. Trong những con vượn như thế này mà ở trong thiên nhiên hoang dã trông rất là đẹp, đúng là một cái vẻ đẹp diệu kỳ của tự nhiên. Nè, nó đu rất là gần du khách luôn nè, nói chung cũng rất là dạng. Mái tóc mà màu đen dữ ha. Không.
Nó tóc cũng màu đen lắm kìa. Con khỉ con cũng bớ mở ngỡ rồi, không biết là gì. À, ngày xưa khi mà người ta đi rừng á, người ta gặp những cái con mà có hình thù rất là kỳ lạ như vậy, ngồi trong rừng, mọi người tưởng tượng đi, trong rừng rậm mà thấy một cái người mà lông lá, nên người ta đặt tên là giả nhân hay là đười ơi. Mình vô rừng mình gặp mấy con này chắc cũng sợ quéo luôn ấy. Nhưng mà hôm nay rất là may mắn khi mà có thể thấy được tới bao nhiêu con vậy? 6 con luôn. Vừa thấy được con đực, con cái và thấy được cả cái con rất là nhỏ đang ôm bụng mẹ. Ok, hy vọng là có thể bảo tồn loài gì ma ragabutan hả? Cái orangutan này thật là tốt, để mà mọi người sau này có tới đây thì sẽ thấy nhiều giống loài hơn. Rất là đặc biệt, chỉ có ở đây mới có thể thấy thôi nha. Tuy nhiên thì loài vật hiếm hoi này đang bị đe dọa rất nghiêm trọng do nạn phá rừng rất tàn khốc tại đây. Rừng nhiệt đới chỉ chiếm có 5% bề mặt của địa cầu thôi, nhưng mà nó ngày càng bị thu hẹp do người ta dành đất để trồng nông nghiệp. Từ vệ tinh thì ta có thể thấy là tình trạng phá rừng quá khủng khiếp trên đảo Borneo chỉ trong vòng khoảng 20 năm trở lại. Nếu mà nhìn từ vệ tinh xuống thì mọi người sẽ thấy là cả cái hòn đảo Borneo này đang phải chịu một cái mức độ tàn phá rất là khủng khiếp khi người ta đốn hạ rừng để mà trồng những cái hàng cây như thế này, cả một rừng cây. Nhìn lúc đầu sơ qua thì thấy rất là đẹp, giống như là những cái hàng dừa ở Việt Nam mình đó, nhưng mà đây không phải là cây dừa mà là cây cọ dầu. Malaysia hiện nay là sản xuất cọ dầu lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Indonesia thôi. Và người ta thậm chí là vì lợi nhuận, vì cái hám lợi thôi mà người ta lại phá rừng rất là tàn khốc để mà trồng nên những cái đồn điền cây cọ dầu như thế này để sản xuất dầu cọ. Và dầu cọ thì được sử dụng ở trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm. Bởi vậy mọi người thấy là cái việc mà ăn thực phẩm chiên xào nó không hề tốt cho sức khỏe, mà nó cũng không tốt cho môi trường nữa, khi mà người ta phải đốn hạ rất là nhiều những cái tán cây rừng nguyên sinh để mà có thể sản xuất nông nghiệp và trồng những cái rừng cây như thế này. Những cái loài khỉ như là giả nhân orangutan mà chúng ta đã thấy, chúng không thể nào mà tìm thức ăn ở trong những cánh rừng như thế này do con người trồng nên, nó không hề tự nhiên. Và lại những cái cây cọ dầu này nó không có những cái cành cây để mà những cái loài vượn có thể truyền cành. Bởi vậy mà những cái sinh vật, động vật hoang dã ở đây đang bị đe dọa, môi trường sống của chúng ngày càng thu hẹp lại. Các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới và các chương trình bảo tồn tự nhiên luôn lên tiếng để kêu gọi chính quyền Malaysia cũng như là Indonesia hạn chế phá rừng để mà trồng rất là nhiều những cái đồn điền như thế này. Việc mà trồng trọt nông nghiệp để phục vụ cho nhu cầu của con người hay càng đe dọa tới cái sự sống cũng như là môi trường tự nhiên khi mà người ta phá rừng để làm nương rẫy. Nhìn thì rất là đẹp nhưng mà mức độ tàn phá của nó thì hỡi ôi luôn các bạn. Tiếp theo thì Fahoka sẽ bay từ Kuching cho tới quốc gia nhỏ thứ hai ở Đông Nam Á và có chủ quyền duy nhất nằm gọn trong đảo Borneo và được đánh giá là một trong những quốc gia phát triển của thế giới, đó chính là đất nước Brunei. Nó thủ đô của Brunei là gì mọi người biết không? Bandar Seri, trời, lần đầu tiên biết luôn á. Đó giờ cứ tưởng là Brunei, thủ đô là Brunei luôn. Mà trời, thứ sáu vậy nè. Mọi người chú ý qua đây nha, thứ sáu là ngày cuối tuần nha, đóng cửa hết sạch luôn. Thứ sáu thì làm từ 12, từ 10 giờ sáng tới 12 giờ, buổi chiều là từ 2 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Mà bây giờ nè, hàng quán giờ mình đóng cửa rồi. Vô trung tâm thương mại mọi người đóng cửa rầm rầm rầm, tưởng vụ gì không ai về đi cầu kinh. Giờ nhốt mà hết ra được luôn nè. Khóa cửa hết trơn rồi, bị nhốt ở trong trung tâm thương mại luôn rồi. Không ra được luôn. Trời ơi, cầu cứu, cho ra đi. Nhốt hết trơn rồi trời. Nè, như một cái thành phố mà đang rần rần, ầm cái mất tiêu hết trơn, không có bóng người nữa. Nữ thì vô phòng cầu kinh, còn nam thì qua thánh đường. Giờ không biết đi đâu làm sao để thoát khỏi cái trung tâm thương mại này nữa. Kéo cửa ầm 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 đóng hết trơn luôn. Giờ sao ra? Hả? Có được đâu. Không có người sao mở, phải có người mới mở cho mình ra chứ. Khóa rồi, tắt rồi. Bao
Close, open. Chú biết em. Ờ, 2 giờ mới mở. Dù là một cái quốc gia Đông Nam Á nhưng mà Brunei còn rất là xa lạ với mình. Lần đầu tiên mình tới đây nên cũng có nhiều thứ rất là mới mẻ. Do là theo đạo Hồi nên quốc gia này cấm rất là nhiều thứ như là rượu bia, thuốc lá, chơi bời. Nên nơi này rất là cực kỳ yên tĩnh và im lặng. Cả đất nước này không có tòa nhà cao tầng nào cả, bởi vì chính phủ quy định là không có tòa nhà nào cao hơn thánh đường chính ở đây. Đây là một cái quán ăn ở ngay trung tâm của thành phố đây, mọi người thấy giống như là một cái quán ở dưới quê Việt Nam vậy đó. Trung tâm của thủ đô Brunei. Bàn ghế này kia nhìn rất là cổ kính ha. Đặc biệt là chút nữa mình sẽ cho mọi người coi khách sạn của mình còn cổ kinh khủng hơn nữa. Đồ xưa cũ không à. Ủa bàn số mấy? Bill please, bill sir. Table. Đây, tính tiền nè. 12 đồng. Giao gì đó. 12 đồng 50. Một bữa ăn bên này cũng bằng giá Việt Nam thôi à. 6 đồng phần hả? À? Không biết phải bàn mình không trời? Thôi đúng phần hả? Đúng bàn không vậy? À, bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái về gọi là một cái khu cồn, cho đó có một cái khu làng nổi, gọi là một trong những khu làng nổi lớn nhất trên thế giới tại Brunei. Ở đây thì người ta thường sẽ đi những chiếc bobo cano như thế này, gọi là những chiếc taxi trên nước. Thật ra thì có phà nữa, nhưng mà chờ phà thì khá là lâu, nên quyết định là đi cano này cho nó nhanh, taxi nước. Đi xuống nào. Ở đây có rất là nhiều, bên đây là trung tâm, còn bên kia là khu mà người ta ở trên những cái khu làng nổi như vậy. Trời, trên báo đồ hả là so sánh thành phố nổi Kampong này giống như là Venice của phương Đông rồi ha. Cái này mà Venice của phương Đông thì chắc mấy cái bè cá ở miền Tây mình trở thành Paris hoa lệ quá. Brunei là một trong những cái đất nước thuộc dạng phát triển nha. So sánh ngang với Singapore đó. Thậm chí là bình quân đầu người GDP đây rất là cao. Mà qua đây du lịch thì không có gì tham quan hết trơn. Tỷ giá đồng ngoại tệ ở đây cũng rất là cao. Bằng với Singapore, bằng với Úc luôn. 1 đô đổi ra 17.000 tiền Việt. Trời ơi, không hồi rình nè. Nhưng mà sao mình không thấy ai, không thấy người chứ chừng ta. Hai giờ này người ta chưa thức. Mà đi qua những cái nước Đông Nam Á khác mới thấy là hả, Việt Nam mình là chịu thương chịu khó nhất. Thức rất là sớm. Tầm 7 giờ là bên mình rần rần rồi đúng không? Mà bên đây tất cả hoạt động, nhà cửa, hàng quán, quán cà phê, quán nước gì 10 giờ sáng mới bắt đầu mở. Mà Brunei này thì mọi người biết rồi đó, rất là giàu có nhờ vào gì dầu mỏ. Một đất nước mà giàu có nhờ dầu mỏ duy nhất ở Đông Nam Á. Brunei nằm lọt thỏm trong bang Sarawak của Malaysia và được chia thành hai bờ, và cách duy nhất để đi từ bờ này sang bờ kia đó là bằng cây cầu dài nhất của Đông Nam Á. Diện tích rừng ở đây chiếm 70% nên Brunei rất là trong lành. Những cái thánh đường được dát vàng. Và quốc gia này quá nhỏ nên không có sân bay nội địa luôn, và chỉ có một sân bay duy nhất trong cả nước. Ở đây thì người ta sử dụng tiếng Malay và tiếng Anh là chính. Và tránh khiếm nhã là dùng ngón trỏ, mà hãy dùng ngón cái để chỉ nha. Qua coi người Hoa đi, không có gì làm hết trơn. Nè, cái gì nè. Được thành lập năm 1980. Đây là một cái khu chợ gì đó, không biết gì. Như là biến tìm hiểu luôn. Quá trang nản rồi. Mà đi mấy đất nước này cũng khỏe, tại không có gì để làm hết trơn. Công việc nhẹ nhàng. Còn đi mấy nước mà quá trời trải nghiệm, bận rộn trời. Từ sáng tới chiều thức sớm. Còn bên đây ngủ phè cẳng luôn tới 10 giờ to sáng. Mà cũng không có gì làm hết trơn. Ồ, rau củ quá trời luôn nè. Rau nè.
Đây là chợ đặc trưng truyền thống của đất nước Brunei nha các bạn. Ở đây người ta bán không có theo căn ký mà bán theo dĩa như nè, nó cứ mua theo dĩa thôi, từng khay từng rổ. Nói tiếng Việt được không con? Trái gì con? Hả? Ủa trời ơi, trái gì nữa nè? Trái gì á? It? What? What is this? It's called, what is it again? How to eat? Actually, we don't know how to eat it. You don't know? Yeah, I don't know. Really? What you say? You don't know how to eat? Yeah, we actually don't eat this thing. So what is this for? Cooking? It's for, I know it, but I don't know how to cook it. Oh, just for cooking, right? Not to eat? Yeah, for eat also. What it is? Ambangan. More like mango, but different like mango. What's your name? Kai. Kai? Yes. You really? Mm-hmm. Same name with him. What is my name? Kai. Is it your name? Kai? Yeah, Kai. Trời ơi, sao giống tên vậy? Hết hồn luôn. Anh gì giống nhau? I think you need to wait this to like 3 to 4 days. Right, so you cannot eat now. Yeah. Vậy là cũng như không mà giờ có ăn mua cũng đâu có ăn được liền đâu. Vì là xứ nhiệt đới nên đảo Borneo có rất là nhiều giống trái cây lạ, ở Việt Nam mình chưa từng thấy luôn. Cái này là trái santon hay còn gọi là trái măng cục ở rừng đó, hay còn gọi là quả bông, còn gọi là táo chua nữa. Bên trong thì giống hình như măng cục luôn, rất là ngọt, còn cái vỏ thì rất là chát nhưng lại có màu vàng. Cái này là trái mây rừng, ở đây người ta dùng để nấu canh chua giống như là me vậy đó, chứ không hề ăn sống, rất là chua và chát. Còn cái này là những cái trái cà chua rừng, nó bự hơn cái trái cà chua bình thường, đã vậy còn có màu vàng nữa. Quên rồi, ôi, đây là cà chua rừng nè mọi người ơi, quá trời bự rồi. Mà nấu lên giống như canh chua vậy đó. Cái này ta hay nấu với cá đó. Bên này bán cá nè, để trong canh vậy nè. Để trong mấy cái bình nè. Cá rô này chắc cá rô rừng quá. Ta bắt ở trong mấy cái rừng đước á. Cá rô bự lắm nha. Này có rô đồng không á. Rồi này cá gì nữa nè, bên đây bà bán quá trời nè, treo nè. Cá rô, lúc đầu tưởng bán để phóng sinh không à, nhưng mà để nấu. Đây là trái tôm bóc. Dễ như nè, trái tôm bóc. Hôm qua ăn cái mùi giống như hạt chẻ vậy đó đúng không? Mà hơi thúi hơn hạt chẻ. Cái trái này phải nấu lên rất là lâu nè, rồi lấy ra nè. Cái mùi thì giống như là trái hạt chẻ vậy đó hả? Hạt chẻ thúi. Ồ, chẻ mà bị úng, bị thúi. Mà ăn với gì biết không? Cái này là không phải muối, mà là dừa bào ra vậy nè. Nè, cái hạt mới nãy nè, cái vỏ nó dày nè. Là đĩa hả? Ồ, ăn vậy nè trời. Không có mùi thì thôi mà. No taste. No taste. Dạ. $5 cũng đắt lắm đó nha. Rồi còn cái trái này chỉ có Brunei thôi nè. Cái trái này mà mình luộc lên á, để hồi cắn vô giống như trái bơ vậy đó. Mình mới biết ăn sao nữa. Nè, $5. $5. Small, small. Yeah. Money small. Yeah. Yes, smaller. Brunei big. Yeah, big. The same with Australian dollar. Có quay không ông, lo nhiều chuyện. $5. $5, đây. Thank you. Bịt. Dạ. Nhưng mà không có ngon. Không? Không ăn được, bụi á. Bụi gì đâu. Mà không có vị gì chứ. No taste. Like nuts. It's like jungle. Jungle taste. Đây chính là chợ đêm Ga Đông, một khu chợ đêm nổi tiếng và tấp nập nhất ở Brunei. Chỗ này thì cái đó là trung tâm thành phố là khoảng 10 cây số lận. Nhưng mà ban đêm tới đây thì rất là nhiều đồ ăn, và phải nói là đồ ăn ở đây rất là rẻ, và gặp được rất là nhiều trái cây lạ như thế này.
toàn là trái cây rừng không à, rừng nhiệt đới. Quốc vương của Brunei là một trong những người giàu có nhất trên thế giới. Dinh thự hoàng cung mà quốc vương đang ở là cung điện lớn nhất trên thế giới. Vì quốc vương của Brunei quá là giàu nên ông hay chơi những cái đồ mà toàn là chất vàng, và người dân của Brunei thì được miễn học phí cũng như là miễn phí về y tế. Và đây là một cái cỗ xe được mạ vàng dành để chở quốc vương Brunei đi xuống đường trong những sự kiện quan trọng. Đây là khách sạn ngay trung tâm của thành phố Brunei nha mọi người, coi nè, có cái nút bấm thang máy nè, lạ đời chưa, còn thang máy giật cực nãy giờ. Mở cái cửa nè, họ đi ra nè, thang máy cái nút bấm ngộ lắm nha, mà quá cổ luôn, mỗi thang máy là một tầng, bên này riêng. Rồi vô phòng cho coi. À, đâu rồi, cái chìa khóa còn giữ dằn nữa. Đất nước phát triển nhưng mà mắc cười quá, giống như ở đây người ta sử dụng đồ cổ vậy đó nè. Cái chìa khóa gì lỗ mà mắc cười coi. À, vô phòng phải thọt vô vậy nè. Thấy không? Không có xài thẻ điện từ. Đó. Vậy phải không? Rồi. Ồ, lạnh dữ. À, coi nè, nút điều chỉnh nhiệt độ phòng. Rồi medium có 4 chế độ chức năng quạt nè, của máy lạnh nè. Còn tivi thông minh nha, smart tivi luôn. Thập niên 80. Dữ dằn chưa, chà bá lửa luôn, giống như nhà dưới quê mình hồi xưa nè. Quá bự rồi. Rồi cái này là cái gì? Điện thoại nè. Alo, chào cô. Cái máy giặt. Ủa, máy xe tóc, tủ điện thoại không à. Rồi, ở đây nữa nè, cái gì đây. Nè, cái bình nước nóng nè, trời. Bình nước nóng nè. Mà còn cái vòi ngày xưa nè. Không phải là cái đồ công tắc điện cái tự động nha. Mà có cái vòi lò nóng vậy nè. Có cái vòi nước nóng ở trong đó, rồi nó nóng nấu nước lên, nó không có tự động tắt. Mà mình phải canh nước sôi lên thì tắt. Mà phải cắm điện vô lỗ này nè. Nè, có cái vòi cắm điện vô. Nó tủ lạnh thì tủ lạnh gỗ luôn nè. Tủ lạnh gỗ ngày xưa, mắc cười quá trời luôn. Ôi mà sao có âm nhạc này là cái gì vậy? Hả? Nút âm nhạc này là nút gì? Có gì đâu. Hay là cầu kinh hay gì á, phải không? Không biết. 800.000 đêm đó, ủa anh 900.000 gần 1 triệu bạc á. Sau 2 ngày ở Brunei thì mình lập tức rời khỏi đất nước này bởi vì nó quá chán, không có gì chơi hết. Và mình sẽ đi đường bộ đi tới Miri bởi vì vé máy bay ở đây rất là cao. Sẵn đây thì để coi là vượt biên từ Brunei đi qua Malaysia thì sẽ như thế nào. Ở đây có xe buýt củ xì nè. Trời ơi. Xe buýt ở đất nước phát triển như đâu mà củ xì, có máy lạnh nữa. Ngồi ghế trên đi. Sau 4 tiếng ngồi trên xe buýt cũng như là sau đó bắt xe đi tới cửa khẩu thì mình cũng sắp tới rồi. Mọi người thấy là hàng dài những cái chiếc xe hơi đang đợi để có thể đi qua Malaysia để chơi. Bởi vì đất nước này rất là ít những cái chương trình giải trí. Mình là khách bộ hành duy nhất đi qua cái cửa khẩu này đó. Và bên kia đó chính là Malaysia, thành phố Miri. Lần đầu tiên đi một cái nước mà xuất cảnh cũng phải trả tiền nữa. Nãy giờ đứng ở cửa khẩu nè, nhập tài liệu rồi trả tiền 3 đô mới được đi ra. Lần đầu tiên luôn, trời, không có nước nào mà đi ra mà đòi tiền á. Đây chỉ mới là phần 1 của hành trình xe dịch đảo Borneo thôi. Cảm ơn đã đồng hành cùng Fahoka nhé. Phần 2 thì sẽ tiếp tục đến với bộ lạc du mục duy nhất ở trên biển. Và còn nhiều thứ hay ho nữa. Bye bye, hẹn gặp lại.